À, xin chào chị Oanh, xin chào chị Chiên, chào chị Huyền, chào chị Thảo. Chúc mừng mọi người đã tham gia vào buổi Zoom hướng dẫn thực hành lòng biết ơn ngày hôm nay. Hôm nay là ngày ngày không, ngày đầu tiên nhưng mà nó là ngày không bởi vì cái hành trình mà 28 ngày thực hành lòng biết ơn thì chúng ta sẽ dành ra 28 ngày để thực hành. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hành, chúng ta sẽ là cái ngày mà hướng dẫn để chúng ta biết cách, Thuận sẽ hướng dẫn để cho chúng ta biết cách thực hành lòng biết ơn. Và đây là một cái hành trình mà vô cùng ý nghĩa. Và Thuận đã là cái người mà trải nghiệm nó. Thì cho Thuận hỏi là trong Zoom thì có ai là người mà lần đầu tiên mà vào trong Zoom để mà được giao lưu cùng Thuận không ạ? Ai là người lần đầu tiên ý, thì gõ giúp Thuận là số 1. Còn ai mà từ lần thứ hai trở đi thì gõ gõ chữ N ha. À, có chị Nguyễn Thị Nguyên Huyền hả? Chị Oanh là lần đầu tiên hả? Chị Thảo là lần đầu tiên. À, ai từ lần thứ hai trở đi thì chúng ta gõ chữ N ha. À, để chúng ta có thể có một cái buổi Zoom hướng dẫn thực hành lòng biết ơn ngày hôm nay thì có thêm sự hỗ trợ của cô Vũ Thị Thúy, đó chính là bà xã của Thuận. Thì cô Thúy thì cũng có tham gia cái hành trình thực hành lòng biết ơn này. Thực tế thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước khi mà Thuận chia sẻ về cái hướng dẫn để thực hành lòng biết ơn này ấy, thì Thuận xin phép được giới thiệu đôi chút về Thuận ha, một chút xíu thôi. Hôm nay cũng sẽ giới thiệu ngắn để cho mọi người biết được và biết được là mình đang ngồi nói chuyện với ai thôi. Thì xin chào tất cả mọi người. Thuận tên đầy đủ là Đinh Đức Thuận, và Thuận thì quê nơi mà Thuận được sinh ra ấy thì đó là huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, là một tỉnh miền núi phía Bắc. Và quê gốc của Thuận là nơi mà sinh ra bố của Thuận ấy, sinh ra ông nội ấy, bố của Thuận ấy, thì đó là Nho Quan Ninh Bình. Nho Quan Ninh Bình thì Thuận ở làng Phú Nhiêu, ở thôn Phú Nhiêu. Và trong cái lớn lên thì Thuận từ năm 2002 thì Thuận vào Cà Mau để học Mở máy tính. ngành sư phạm toán tin à toán lý ngành Ừ. sư phạm toán lý. Và Thuận cảm ơn mọi người, để Thuận tắt mic của mọi người đi chút ha. Rồi Thúy theo dõi dùm cái phần nào mà mic bị mở ấy, thì tắt đi dùm anh này. Sư phạm toán lý. Và Thuận đã có một cái khoảng thời gian từ năm 2003 cho đến năm 2018, chính xác là từ 2003 đến năm 2018 ha, là khoảng thời gian mà Thuận cho rằng mình cũng đã học được rất nhiều điều nhưng mà nó lạc lối. Mọi người sau này có thời gian Thuận sẽ giải thích vì sao Thuận lại dùng cái từ là lạc lối ha. Từ năm 2003 đến năm 2018 là một cái Thuận biết ơn về cái khoảng thời gian đó, bởi vì Thuận học được rất là nhiều điều nhưng nó chưa đúng cái luồng đi của luật tự nhiên đấy. Thì nói về cái hành trình thực hành lòng biết ơn thì ngày hôm nay thì Thuận cũng đã chính thức thực hành xong 28 ngày và thêm rất là nhiều ngày ở phía sau của 28 ngày nữa, thì đến bữa nay đâu đó nó rơi vào tầm khoảng là trên 60 ngày rồi. Và Thuận rất là tin tưởng vào cái phương pháp này. Đây là một cái hòn đá. Cái hòn đá mọi người có nhìn những ai nhìn thấy hòn đá này thì gõ giúp Thuận số 2 giúp Thuận ạ. Nếu mà mình đang nhìn thấy hòn đá ở trên màn hình mà tay Thuận đang cầm. Cái hòn đá này ban đầu nó là một hòn đá mà Thuận nhặt được ở ngoài đường nhựa, ngoài đường Nguyễn Văn Lượng gần nhà Thuận ấy. Thì hòn đá này ban đầu nó có cái hình dạng này không thay đổi nhá, nhưng mà màu sắc thì sẽ thay đổi. Đây là cái hòn đá ban đầu mà Thuận nhặt về này. Hai hòn đá này nhặt cùng một ngày, nhưng mà ban đầu thì nó giống y chang nhau về cái màu sắc cũng như cái sự gọi là trầy xước và sự tổn thương. Cái này Thuận có chụp hình lại và có một cái tấm hình nó có hai hòn đá này liền nhau luôn. Và sau một cái khoảng thời gian rèn luyện thì cái hòn đá mà Thuận giữ nó ở bên mình và rèn luyện lòng biết ơn ấy thì nó cứ thay đổi mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày,
và nó lành dần, nó hoàn thiện lại, nó lành lại hàng ngày, mỗi ngày. Và cho đến ngày hôm nay thì các bạn nhìn thấy là, các anh chị nhìn thấy là nó, thay vì nó hiện lên những cái sự chảy xước, những sự tổn thương, thì bây giờ nó đưa về một cái trạng thái mà Thuận thấy rằng nó rất là tuyệt vời, đó là nó hiện rõ lên các cái vân đá. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Nếu ai nhìn thấy các vân đá trên hòn đá này thì bình luận giúp Thuận số 3. Số 3. Gọi giúp Thuận số 3. Đó. Đây là các vân đá. Và nhìn nó rất là đẹp ha. Nhìn nó rất là đẹp. Nó như là một cái, phải nói là nó như là một cái phép màu đấy. Đấy thì rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vậy bài học rút ra từ cái việc mà hòn đá này là gì? Đây chính là cái bài học mà Thuận đã rút ra được cách đây đâu đó tầm khoảng là trên 30 ngày. Thực ra thì khi mà Thuận thực hành hòn đá, mà họ làm phép ơn này đâu đó đến ngày thứ, khoảng ngày thứ 17, 18 là Thuận đã rút ra được bài học này rồi. Bài học với cá nhân Thuận đó là gì ạ? Là một cái hòn đá vô tri thế này mà khi mà mình dành trọn tình yêu thương và lòng biết ơn một cách thuần khiết nha. Tại vì rõ ràng rằng ấy là mình không có mong cầu gì từ hòn đá này hết. Và mình thực hiện cái lòng biết ơn và cái sự yêu thương ở trong cuộc sống của mình một cách thuần khiết, thì hòn đá vô tri còn có thể lành lại và còn có thể thay đổi. Mà hòn đá vô tri còn có thể lành lại và có thể thay đổi như thế này, thì Thuận nghĩ rằng tất cả mọi người ở xung quanh mình, tất cả mọi sinh vật ở xung quanh mình, nếu mà mình thực hành cái sự yêu thương thuần khiết và cái lòng biết ơn đối với mọi người, đối với lại tất cả mọi thứ xung quanh, thì tất cả mọi thứ đều có thể chuyển hóa và đều có thể tốt lên. Đều có thể chuyển hóa và đều có thể tốt lên. Và cái hòn đá vô tri này nó chuyển hóa 10 thì Thuận nghĩ rằng con người ta sẽ chuyển hóa lên thành 100. Tức là nó gấp nhiều lần cái hòn đá vô tri này, bởi vì con người có ý thức và con người có tình yêu. Cái tình yêu của con người mà con người có thể chủ động được. Và chính vì cái điều này cho nên Thuận quay trở về, Thuận áp dụng cho gia đình của Thuận. Thuận bắt đầu quay trở lại, Thuận yêu thương người bạn đời của mình một cách vô điều kiện. Thuận yêu thương người bạn đời của mình một cách vô điều kiện. Thuận bỏ đi những cái yêu cầu. Trước kia khi mà Thuận đọc sách cũng như là nghe những người thầy hướng dẫn mình là mình phải yêu thương vô điều kiện, mình phải yêu thương thôi và không yêu cầu. Thuận nghe, Thuận hiểu đấy, nhưng Thuận không thực hành được, bởi vì nó không có cái nguồn cảm hứng để cho Thuận thực hành. Bởi vì trong cái quá khứ là mình và người bạn đời của mình đã có rất nhiều những cái sự mà gọi là đối đầu, rất nhiều những cái sự mà gọi là va chạm với nhau và làm cho mình có những cái tổn thương. Và mình không thể bỏ, lúc đó mình vẫn chưa thể bỏ đi cái tôi của mình để mà mình yêu thương người ta một cách vô điều kiện được. Và bên cạnh đó thì mình luôn luôn có những cái mong cầu, những cái khao khát. Cho nên mình luôn luôn muốn họ phải đạt được cái level nào đó, họ phải đạt được những cái điểm nào đó thì mình mới yêu thương họ. Và đó là cái sai lầm. Và khi mà Thuận nhận ra cái điều, cái bí mật tuyệt vời của tự nhiên, đó chính là cái sự thay đổi của hòn đá. Thông qua cái sự thay đổi của hòn đá này thì Thuận quay về, lúc này Thuận bắt đầu Thuận cam kết rằng mình sẽ yêu thương người bạn đời của mình một cách vô điều kiện và yêu thương không hề mong cầu một tí nào hết. Và đâu đó trong khoảng là hơn 10 ngày, có lẽ là hôm nay là ngày 20, thì có nghĩa là 17 ngày. 17 ngày trở lại đây, gia đình của Thuận sống như kiểu là một cái, Thuận nghĩ rằng là nó như kiểu là cái giai đoạn mà bọn mình vừa cưới nhau. Nó đúng với cái giai đoạn mà mình vừa cưới nhau, tràn ngập trong cái tình yêu thương. Và đây đúng là một cái phép màu. Nhưng mà cái có được điều này là gì thì nó không phải là cái chuyện mà gọi là giống như kiểu là Thuận cũng không biết được vì sao nó lại như thế này. Mặc dù Thuận nghĩ rằng là nếu mà mình thực hành và mình yêu thương giống như là mình yêu thương cái hòn đá này ấy, thì nó sẽ có sự chuyển hóa, nhưng Thuận cũng không nghĩ rằng nó lại có thể tuyệt vời như thế này. Thì bây giờ để cho mọi người hiểu hơn thì Thuận muốn mời cô Thúy, bởi vì cái lúc thời gian mà cô Thúy thực hành lòng biết ơn thì Thuận không biết. Lúc đó Thuận có biết nhưng mà Thuận không biết là cô ấy thực hành như thế nào. Nhưng mà lúc thời điểm đó thì Thuận chỉ nói vậy này: thôi em ạ, anh chuẩn bị đi thiền và để có cái sự chuyển hóa, bởi vì anh là cái người mà đã thực hành xong 28 ngày, anh thấy cảm thấy được cái sự chuyển hóa rất tuyệt vời. Lúc đó Thuận cũng lấy hòn đá này ra để Thuận đưa cho cô Thúy xem. Thuận cũng nói rằng là hòn đá nó còn chuyển hóa như này thì chứng tỏ con người ta sẽ chắc chắn sẽ chuyển hóa. Thì Thuận mới nói rằng là thôi anh chuẩn bị đi thiền. Hôm đó là vào ngày 22 tháng 4 ấy, thì trước đó một vài ngày thì Thuận có nói với cô Thúy là thôi bây giờ em cam kết em thực hành lòng biết ơn một cách trọn vẹn đi. Bởi vì cô Thúy đã thực hành lòng biết ơn trước Thuận một năm. Trước đó một năm, nhưng mà trước đó thì không biết là hình như là cái việc thực hành nó không liên tục. Tức là có ngày làm, có ngày nghỉ, và có ngày thì ghi vào sổ, có ngày thì chỉ nghĩ trong đầu. Thì lần này thì Thuận mới nói là không, lần này em hãy thực hành một cách nghiêm túc và không bỏ ngày nào hết. Và tất cả những ngày em thực hành em đều phải ghi nó ra sổ, làm theo đúng như hướng dẫn.
và không những đúng như hướng dẫn mà em phải nỗ lực để em làm tốt hơn. Thì Thuận dặn như vậy, sau đó Thuận đi đi thiền. Và khi mà đi thiền thì cái ngày đầu tiên mà Thuận từ trường thiền trở về ấy, là cái ngày bắt đầu có cái sự mà chuyển hóa trong gia đình của Thuận. Thì bây giờ ấy là để cho mọi người có thể cảm nhận được thì Thuận xin mời cô Thúy ha, mời bà xã của Thuận sẽ chia sẻ một chút về cái cảm nhận của cô Thúy trong cái việc mà thực hành lòng biết ơn. Bao nhiêu người trong số các anh chị mong muốn được nghe cô Thúy chia sẻ thì gõ số 1 giúp Thuận ạ. Rồi, cảm ơn chị Oanh. Cảm ơn mọi người. Rồi, xin mời cô Thúy. Em cần phải bật tiếng lên không bạn? Em tắt tiếng rồi. Ok, rồi em nói đi. Xin chào tất cả các anh chị đã có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Rất là vui vì... Ai nghe được em nói rõ thì xin comment số 1 giúp em ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Huyền, xin cảm ơn chị Thuyết ạ. Dạ, xin cảm ơn em Tình. Rồi, em Tình hôm nay có cái mái tóc rất là đẹp nè. Dạ, em xin cảm ơn tất cả các anh chị. Thì em đã thực hành lòng biết ơn đến hôm nay là ngày thứ 25 ạ. Thì cách đây khoảng 1 năm á, thì em cũng đã thực hành lòng biết ơn. Và ông xã em cũng đã mua những cái bộ sách này về. Và lúc đó thì em đã vào trong phòng và lấy những cái cuốn sách ra và đọc. Đầu tiên thì em cũng có đọc cuốn sách bí mật, cuốn sách sức mạnh. Và tiếp theo là có cái cuốn để cho mình thực hành hàng ngày, để mình cảm thấy được cái kết quả nó diễn ra như thế nào, thì em cũng đã thực hành 1 năm trước. Và cái khoảng thời gian đó thì nó cũng có kết quả, nhưng mà thực sự thì nó cũng chưa có kết quả nhiều như đợt này. Và năm ngoái ấy, thì em cũng có thấy cái việc thực hành lọc biết ơn này nó rất là quan trọng, nên là em cũng có đã hướng dẫn cho nhân viên của mình. Và ngày đầu tiên em hướng dẫn á, thì các bạn ấy cũng cũng nói với em là sau 1 ngày ấy, thì các bạn cũng có báo cáo được là cái việc mà thực hành lòng biết ơn là nó có kết quả liền luôn. Ví dụ như là mình biết ơn với những cái người đã giúp đỡ mình, hoặc là mình đã nhận được những cái gì hàng ngày, thì mình luôn nói những lời biết ơn. Thì các bạn ấy cũng đã báo cáo được là các bạn ấy nhận được rất là nhiều những cái điều tích cực trong cuộc sống. Các bạn ấy cảm thấy vui hơn và cuộc sống cảm thấy ý nghĩa hơn. Và đợt vừa rồi thì ông xã cũng đã thực hành 28 ngày liên tục cùng với thầy Nguyễn Quang Ngọc. Sau đó thì có truyền cảm hứng để cho em thực hành lại một lần nữa để xem là cái kết quả nó có thay đổi hay không. Thì em cũng đã kiên trì thực hành và em đã làm đúng với những cái hướng dẫn trong cuốn sách Phép Màu. Và em cảm nhận được là cái điều tuyệt vời đã đến với mình. Thì điều đầu tiên em cảm nhận được đó là thứ nhất là mình cảm thấy là mình vui hơn, mình thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày. Vì mỗi ngày mình thường viết ra và mình nói lại 10 cái điều mà mình cảm thấy vui và hạnh phúc, thì suốt trong một cái ngày hôm đó thì mình luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Mình không còn những cái điều tiêu cực nó diễn ra trong đầu mình nữa. Thì đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai ấy, thì mình mong muốn những cái điều gì mà nó phù hợp thì nó cũng đã được đáp ứng rất là nhanh ạ. Đó là cái điều mà em cảm nhận được. Sau đó thì nếu mà mình muốn cải thiện những cái mối quan hệ mà mình thấy là mình còn gặp khó khăn trong cuộc sống, thì mình cũng đã áp dụng, thì mình thấy là cái mối quan hệ cũng đã trở nên tốt đẹp hơn. Và cuộc sống cảm thấy hạnh phúc hơn và tràn ngập niềm vui. Thì đó là cái điều cảm nhận. Và ngày hôm nay thì là ngày 25 rồi, thì em thấy được rằng cái con người mình đã chuyển hóa vô cùng. Trong con người mình đã rất là tích cực, rất là năng lượng. Và rất là tin được về cái phép màu nhiệm này. Nếu như bất kỳ anh chị nào mà mình kiên trì luyện tập mỗi ngày thì chắc chắn cũng sẽ đạt được những cái gì mình mong ước. Ví dụ như là về sức khỏe, về mối quan hệ, về tiền bạc, hay là về bất kỳ cái thứ gì mà mình khao khát, mình muốn, thì mình cứ kiên trì mình rèn luyện thì vũ trụ sẽ giúp cho mình đạt được những cái điều mình mong ước trong cuộc sống.
Và xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe lời chia sẻ của em. À, xin cảm ơn bà xã. À, cảm ơn cô Thúy rất là nhiều. Thuận nói nhưng mà vừa xong Thuận quên, Thuận không mở mic. Ai trong số các anh chị đã nghe được thông qua cái phần chia sẻ của cô Thúy mà có được thêm cái phần cảm hứng thì bình luận số 2 giúp Thuận ạ. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thuận, trong cái phần chia sẻ ngày hôm nay thì có thể mọi người sẽ nghĩ rằng là trong một gia đình mà nếu như hai vợ chồng cùng thực hành thì sự chuyển hóa sẽ tốt hơn. Hay là trong một gia đình nếu mọi người cùng thực hành thì sự chuyển hóa sẽ tốt hơn. Thì cái điều này không sai. Suy nghĩ của các anh chị sẽ không sai. Đúng là nếu như trong một gia đình, trong một tổ chức mà mọi người cùng thực hành thì sẽ chuyển hóa tốt hơn. Thế nhưng mà chúng ta không thể mong cầu điều đó được. Chúng ta không thể nào mong cầu là cả tất cả mọi thành viên trong gia đình của mình cùng thực hành được. Hãy để cho nó là một cái sự gọi là giống như là nó giống như quy luật tự nhiên ấy, thì phải để mọi thứ một cách tự nhiên chứ không có mong cầu. Cho nên ấy là ngày hôm nay ai là người đã tiếp cận với thực hành phép màu trước thì người đó chính là người cần thực hành trước, và việc của mình là hãy thực hành nó một cách trọn vẹn trong suốt 28 ngày và cam kết để mà mình không bỏ ngày nào, cam kết để mà mình dành thời gian để mà mình thực hành nó. Thì ai trong số các anh chị, ai trong số các bạn cam kết rằng từ ngày hôm nay cho đến cho tới 28 ngày tiếp theo, mình sẽ chắc chắn là thức dậy vào lúc 4:30 để chúng ta chuẩn bị và vào Zoom thực hành vào lúc 5 giờ thì gõ tôi giúp Thuận ạ. Ai cam kết thì gõ tôi giúp Thuận ạ. Rồi, cảm ơn chị Thu Hà, cảm ơn chị Thanh, chị Dung, chị Huyền rất tuyệt vời, chị Thanh Hiền, chị Nguyễn Oanh, chị Hiên, anh Tâm Nguyễn, tuyệt vời ha, anh Minh, Vũ Cư, rồi rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị Thảo, chị Hương Phan. Chúc mừng tất cả mọi người chúng ta. Và Thuận tin rằng, điều này là Thuận tin, đó là nếu như chúng ta kiên trì để thực hành liên tục trong vòng 29 ngày, tức là kể cả ngày hôm nay là 29 ngày, thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta về mọi mặt sẽ có sự thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Và với cá nhân Thuận thì Thuận làm thế nào để mà mình thực hành được liên tục? Thì Thuận có một cái thói quen như thế này. Khi mà đi học thiền ấy thì Thuận nghe được thầy hướng dẫn, thầy Quen Ca hướng dẫn một cái câu, đó là gì ạ? Thầy nói một cái câu là hãy coi cái việc thiền ấy là cái việc quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Và hãy nguyện rằng là dù như trời, tức là dù như mọi thứ nó có thể đổ vỡ, dù như bầu trời này có thể sụp xuống, thì tôi vẫn cứ ngồi thiền mỗi ngày. Đó. Thì trong đó có một câu nói đại loại, nó nội dung như thế, nó không nguyên văn, hay câu mà Thuận vừa nói không có nguyên văn câu nói của thầy. Nhưng mà từ đó thì Thuận nghĩ ra như thế này. Đó là gì? Thuận nguyện rằng một ngày Thuận sẽ thiền 2 giờ mỗi lần, tối thiểu 2 giờ mỗi lần mỗi ngày. Và dù cho ngày hôm đó chỉ còn có 2 giờ thôi, thì Thuận sẽ dành chọn 2 giờ này cho việc ngồi thiền. Và từ đó Thuận ngồi thiền được liên tục từ năm 2018 đến giờ. Mỗi ngày 2 giờ, thỉnh thoảng có một vài ngày khi mình tham gia vào cái sự kiện nào đó thì nó không đủ thời gian để mình thì ngồi 2 giờ, thì Thuận chỉ ngồi 1 giờ thôi. Đấy, thì điều đó rất là tuyệt vời. Vậy thì vì sao Thuận có thể thực hiện liên tục ngồi thiền liên tục trong vòng là gần 5 năm nay liên tục? Thì chỉ đơn giản là bởi vì Thuận cam kết, và Thuận đưa ra cái mức độ cam kết. Cái mức độ cam kết đó là gì ạ? Nếu như mà ngày hôm đó chỉ có 2 giờ thôi thì tôi sẽ dành để ngồi thiền. Đấy. Vậy thì khi mà Thuận thực hành lòng biết ơn cũng vậy. Tham gia cái hành trình và Thuận hiểu rằng ấy là tại vì khi mà ngồi thiền liên tục như vậy thì mình thấy cái sự chuyển hóa trong tâm mình. Thành ra khi mà thực hành lòng biết ơn ấy thì Thuận cũng nghĩ rằng là tác giả yêu cầu mình phải thực hành liên tục. Cho nên Thuận cũng cam kết rằng nếu như ngày hôm đó chỉ còn đủ mỗi thời gian để ngồi thiền và thực hành lòng biết ơn thì Thuận sẵn sàng không ăn
không làm gì hết để dành cho cái việc ngồi thiền mà thực hành lòng biết ơn. Đấy, và thì các bạn, các anh chị thấy rằng ấy là khi mà Thuận cam kết như thế thì cái hành trình thực hành lòng biết ơn của Thuận có những ngày này, có những ngày sau khi nghe xong hướng dẫn của thầy Ngọc thì Thuận lại phải vòng lại, Thuận viết hướng dẫn cho người khác. Cho nên có những ngày Thuận phải ngồi cho đến 10 giờ sáng, thậm chí đến 11 giờ sáng để Thuận làm hoàn thiện cái bài thực hành của mình. Và cái phần hướng dẫn cho người khác tức là gì ạ? Là Thuận cam kết và cái trong cái giai đoạn mà 28 ngày đó là Thuận ưu tiên cho cái việc này là việc số 2, hành thiền là việc thứ nhất và cái việc thực hành lòng biết ơn này là việc số 2. Nhưng mà thực tế lại là lòng thực hành lòng biết ơn trước, sau đó mới thực hành thiền sau. Bởi vì là 4:30 là Thuận dậy, là lúc đó là vào Zoom và ngồi với thầy Ngọc là cho đến 6 giờ sáng. Rồi sau đó thì Thuận ngồi, Thuận viết được một phần trong cái thực hành lòng biết ơn. Sau đó thì Thuận đi, Thuận ngồi thiền và Thuận quay trở lại, Thuận lại tiếp tục cái bài thực hành lòng biết ơn. Cho nên Thuận ưu tiên và liên tục trong vòng 28 ngày đó là Thuận đã hoàn thành được. Và Thuận đã có được những cái trải nghiệm tuyệt vời. Cho nên là Thuận cũng nghĩ rằng là để có được kết quả chuyển hóa trong chính cái cuộc sống của gia đình mình đối với lại các anh chị, các bạn thì các bạn cũng hãy cam kết tôi sẽ dành ra 28 ngày tiếp theo để tôi thực hành lòng biết ơn và tôi không bỏ cuộc nó. Tôi làm liên tục thì đúng theo những gì mà hướng dẫn. Và một lần nữa, nếu mà ai cam kết thì gõ vào trong cái từ, trong cái ô chat là CK, tức là cam kết giúp Thuận ạ. Rồi, cảm ơn bạn Tình, cảm ơn chị Huyền ha, cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn chị Tuyết. Và Thuận vui mừng thông báo với mọi người rằng là trong gia đình nhà Thuận thì cô Thúy thì đang thì thực hành cái lần thứ hai, là tới bữa nay là ngày thứ 25 hay gì đó. Còn một người mà Thuận cũng rất là vui khi mà nói đến đó chính là bố của Thuận. Bố của Thuận đã thực hành hôm nay là ngày thứ 14 hoặc là 15 gì đó. Rất là tuyệt vời. Ông thực hành theo những gì hướng dẫn và ông rất là cam kết và rất là kỷ luật. Và ông cũng đã có được những, Thuận nghĩ rằng ông cũng có được những cái sự chuyển hóa. Về bản thân thì bữa hôm mà trước khi mà ông quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh ở cùng với Thuận vào ngày 4 tháng 5 ấy, thì Thuận với ông bị mất kết nối. Thuận với lại bố Thuận bị mất kết nối. Nhưng mà khi mà Thuận thực hành lòng biết ơn thì Thuận có những bài tập ha. Sẽ có những bài tập để cho mọi người biết cách để kết nối lại với những cái mối quan hệ mà mình đang thì bị đổ vỡ. Thì khi mà mình thực hành lòng biết ơn như vậy thì mọi thứ nó sẽ từ từ được kết nối lại. Và Thuận với ông lúc đó thì bị mất kết nối, nhưng mà sau đó thì bây giờ thì phải nói là rất là tuyệt vời, hai bố con có thể ôm nhau được ha, ôm nhau nói chuyện với nhau như hai người bạn ấy, rất là vui. Và từ cái ngày hôm mà Thuận đi thiền về đến giờ ấy, thì Thuận khi mà Thuận mọi thứ giống như quả nó trổ ra trong gia đình của Thuận ấy, thì Thuận là cái người mà liên tục chăm sóc gia đình, chăm sóc mọi người, đi chợ nấu ăn, và Thuận cảm thấy ăn cơm xong mình rửa chén mình cảm thấy vui cực kỳ luôn. Và ngày nào ngồi ăn cơm Thuận cũng nói rằng ôi sao hôm nay cơm ngon thế, mà trong cái đó là hình như nó cũng chỉ là những món ăn hàng ngày mình ăn mà trước đó mình đã ăn thôi. Nhưng bây giờ hôm nào mình ngồi ăn cơm mình cũng khen là ôi sao hôm nay cơm ngon quá, sao ăn cái gì cũng thấy ngon vậy. Thì Thuận nghĩ rằng nó bắt đầu từ trong tâm của mình. Khi trong tâm của mình mở ra thì mọi thứ ở cuộc sống xung quanh mình nó đến. Và có lẽ rằng mọi thứ nó vẫn tốt đẹp như vậy từ trước đến giờ. Chẳng qua là trước kia mình không nhìn thấy thôi. Và bây giờ thì mình đã thấy được nó. Vậy thì có ai hỏi, các anh chị có hỏi rằng là vậy thì thực hành như thế nào không ạ? Nếu mà ai hỏi câu hỏi này thì gõ vào trong phần ô chat là tôi hỏi thôi ạ. Thì Thuận sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thực hành ha. Thực hành như thế nào? Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Thuận sẽ chia sẻ một cái slide để nói về cái hành trình thực hành lòng biết ơn này mà khi Thuận hướng dẫn cho các anh chị thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái slide ở trên này. Em kiểm tra xem là nếu ai họ vô thì em duyệt vô giùm anh ha. Đấy, để cho mọi người vô cho nó trọn vẹn. Đấy. Thì Thuận ngày hôm nay khi mà Thuận triển khai cái hành trình hướng dẫn thực hành lòng biết ơn này, hay còn là hướng dẫn thực hành phép màu, thì đây là một cái sự chuyển giao trong một cái chương trình của thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc. Tức là Thuận được hướng dẫn cũng như là Thuận được chuyển giao lại. Tại sao vậy? Bởi vì cái cuốn sách phép màu này ấy, cuốn sách phép màu này là một cái cuốn sách mà nó có phiên bản gốc là phiên bản tiếng Anh. Thì khi mà dịch sang tiếng Việt này ấy, thì phải mua bản quyền. Khi mà mua bản quyền phiên bản tiếng Việt này thì thầy Nguyễn Quang Ngọc, thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc là cái người mà mua bản quyền cái cuốn này và dịch sang tiếng Việt. Và Thuận hiểu rằng là trước khi mà khi Thuận thực hành ấy, thì Thuận cũng có ý nghĩ là Thuận sẽ hướng dẫn lại. Nhưng về sau này thì khi mà nghe thầy Ngọc nói thì Thuận cũng hiểu rằng ấy là
thôi mình sẽ mua lại bản quyền để mình hướng dẫn, để cho mình không có vi phạm vào cái việc là mình đi lấy nội dung của người khác mình chia sẻ. Cho nên Thuận đã đóng tiền một cái khoản phí để Thuận mua lại bản quyền của cái chương trình này. Và ngày hôm nay thì Thuận đang thì hướng dẫn lại mọi người theo cái sự chuyển giao của thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta cần phải kể đến một cái người tác giả của bộ sách The Six Feet, tức là cái bộ sách phép màu này ấy, thì đó là bà Rhonda. Bà Rhonda thì là tác giả. Và trong cái bộ sách phép màu này thì nó có 4 cuốn. 4 cuốn thì trong đó nó có cuốn đầu tiên mà tác giả là bà Rhonda viết ý, thì đó là cuốn mà The Secret này, là cái cuốn thứ hai này, cuốn bí mật này. Sau đó thì bà viết sang cái cuốn thứ hai là cuốn sức mạnh. Và thứ ba là bà viết cái cuốn phép màu. Và sau đó thì bà viết cái cuốn Hero là người hùng. Như vậy đây là một bộ sách có 4 cuốn. Mà Thuận thì Thuận đã đọc qua cái cuốn bí mật nhưng mà đọc không kỹ lắm. Còn cuốn sức mạnh này thì Thuận đọc rất là cũng kỹ rồi. Cuốn sức mạnh này Thuận mới đọc xong. Thực ra nó còn mấy trang cuối chưa đọc. Đấy. Và cuốn phép màu này Thuận đã thực hành nó và hướng dẫn lại cho những người ở trong gia đình của Thuận, một vài người trong gia đình của Thuận. Thì đây là một bộ sách rất là tuyệt vời nha. Và cái hành trình thực hành, hướng dẫn thực hành lòng biết ơn này, đó chính là hành trình mà Thuận dựa theo cái cuốn thực hành phép màu này, cái cuốn The Magic này để hướng dẫn cho mọi người. Và cuốn sách, bộ sách này thì được phát hành bởi Thiên Minh Book, là công ty, một cái công ty về sách của thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc. Và trên hình ảnh đây là thầy Quang Ngọc, là người mà mua bản quyền cái bộ sách này và dịch sang tiếng Việt, cũng như là cái người mà đã hướng dẫn cho Thuận thực hành lòng biết ơn lần đầu tiên. Ngày hôm nay thì để Thuận có thể hướng dẫn cho mọi người, cũng như là để có được cái niềm tin và truyền, để có cảm hứng để hướng dẫn cho mọi người, thì Thuận cũng gửi lời cảm ơn tới thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc, là người đã hướng dẫn cho Thuận, và đặc biệt là tới vợ của thầy Ngọc ấy, đó là cô, là chị Hương. Thì chính chị Hương là người nói với Thuận rằng là anh cần phải thực hành lòng biết ơn này trước. Bởi vì cái ngày mà Thuận nhắn tin cho chị Hương ấy, là cái ngày mà Thuận cũng đang có cái vấn đề trong cuộc sống của mình. Sau đó thì Thuận nhắn tin cho chị Hương, và chị Hương chị nói là anh là một người có thực lực rồi, nhưng mà anh cần phải thực hiện lòng biết ơn trước. Và Thuận tin sau đó là Thuận bảo chị ok, và chị Thuận sẽ đăng ký thực hành lòng biết ơn, và chờ khi nào thầy hướng dẫn thì Thuận sẽ vào Thuận thực hành. Và sau đó thì Thuận sẽ vào Thuận, Thuận đã vào Thuận thực hành. Và đúng quả thực là khi mà mình thực hành thì mọi thứ nó mở ra, mọi thứ nó mở ra rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn thầy Ngọc và cảm ơn chị Hương. Mọi người cũng có thể là follow theo hai người này, đó là chị Hương và thầy Ngọc ở trên Facebook ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, nguyện cho phép màu mở ra một thế giới mới và mang lại niềm vui cho bạn trong suốt cả cuộc đời. Đây là một cái câu ở trong cái phần trong cũng là trong sách ha, và cũng là cái điều mà Thuận mong muốn gửi đến cho cuộc sống của mọi người trong buổi Zoom sáng ngày hôm nay. Nguyện cho phép màu sẽ mở ra một thế giới mới và mang lại niềm vui cho bạn trong suốt cuộc đời. Và trong quá khứ, trong lịch sử thì đã từ từ nhiều nghìn năm, ít nhất là trên 2.000 năm, thì có một cái cuốn sách kinh, một cái cuốn kinh thánh ấy, và trong đó thì có cái câu nói là người nào đã có sẵn sẽ được ban tặng thêm, và anh ta sẽ có dư giả đủ đầy. Người nào không có sẵn thì thậm chí những gì anh ta đã có cũng sẽ bị tước đi. Và đây là một câu ở trong kinh thánh, nhưng mà chúng ta đọc ấy, thì Thuận cũng đã được nghe cái câu này bởi vì bố Thuận thường hay nói lại. Thuận cũng là một cái người may mắn là được sinh ra ở trong một gia đình mà có truyền thống là theo đạo Công giáo, cho nên là được học về giáo lý và được nghe câu này từ rất lâu. Thuận nhớ rằng là khi mà Thuận đang, không phải bây giờ đâu, mà trước đó thì Thuận cũng đã nghe bố Thuận nói cái câu này rồi. Nhưng mà lúc đó thì ông chỉ có nói là có sẵn, thì cái ý của ông là có sẵn niềm tin vào Chúa thôi, chứ ông không biết rằng nó là có sẵn cái gì đó ở bên ngoài cuộc sống. Và ông thường hay nói là người nào đã có sẵn thì có nghĩa là có sẵn niềm tin vào Chúa thì sẽ được dư giả đủ đầy, còn người nào không có sẵn niềm tin vào Chúa thì sẽ bị cái gì đó mà đang có cũng sẽ bị tước đi. Thì chính cái điều này làm cho Thuận cảm thấy rằng là cái gì đó nó mang tính mơ hồ, và làm cho đôi khi Thuận có cái suy nghĩ là đạo Công giáo, cái đạo này giống như cái đạo mà giống như kiểu đi mê hoặc lòng người thôi, chứ nó không có thật. Bởi vì là nó không có cái điều mà cứ bắt mình phải tin vào Chúa thì mình mới có được mọi thứ, còn nếu mình không tin vào Chúa thì mình không có mọi thứ. Thành ra Thuận cũng có một cái khoảng thời gian khá dài, đâu đó tầm khoảng là mười mấy năm ấy, có thể nói là gần 20 năm, nhưng phải mười mấy năm đâu, là Thuận đã không có tin vào những cái lời dạy ở trong cái trong Công giáo nữa. Nhưng mà Thuận vẫn tin vào 10 điều răn,
10 điều răn là cái điều mà Thuận thực hành. Đương nhiên là 10 điều răn thì Thuận thực hành theo cách của Thuận. Mặc dù Thuận tin nhưng Thuận thực hành theo cách của Thuận. Đấy. Và ở ngày hôm nay thì không nói nhiều về đạo Công giáo, cũng không nói nhiều về liên quan đến đạo, bởi vì đó là một cái điều mà niềm tin của mỗi người. Và cho nên Thuận không nói. Nhưng ở đây thì khi mà chúng ta bổ sung thêm cái từ mà nó đang còn thiếu ở trong này này, thì đó là cái từ lòng biết ơn. Thuận đọc lại như sau để mọi người nghe. Người nào đã có sẵn lòng biết ơn sẽ được ban tặng thêm, và anh ta sẽ có dư giả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn thì thậm chí những gì anh ta đã có cũng sẽ bị tước đi. Như vậy khi mà mình thêm cái từ lòng biết ơn vào thì mọi thứ nó trở nên rõ ràng. Và lòng biết ơn đối với mọi mặt của cuộc sống của chúng ta, mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu như một người có sẵn lòng biết ơn đối với mối quan hệ của mình, đối với người bạn đời của mình, thì anh ta sẽ có dư giả đủ đầy. Anh ta sẽ được ban tặng thêm và dư giả đủ đầy. Còn người nào không có sẵn lòng biết ơn đối với người bạn đời của mình thì những gì anh ta đã có cũng sẽ bị tước đi. À, đây là một cái ví dụ để cho mọi người có thể ghép vào để đọc cho nó gọi là để cho mọi người hiểu ha. Vậy thì công thức nhiệm màu trong suốt cái hành trình 28 ngày tiếp theo thì chúng ta phải luôn luôn nhớ cái công thức nhiệm màu này. Và mọi người có thể chụp lại màn hình nha, có thể chụp lại màn hình, bởi vì chúng ta không có sách cũng như chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta ghi chép, thì mọi người sẽ hãy chụp lại màn hình. Và cách chụp lại màn hình trên điện thoại ấy, thì chúng ta bấm những phím nóng, Thuận không biết, nhưng mà đối với lại Samsung của Thuận ấy thì nó có cái nút để mà mình chụp ấy, mình bấm vào cái nút này, sau đó thì mình sẽ chụp màn hình. Đấy, bấm vào đây chụp màn hình là ok ha. Còn đối với lại trên máy tính ấy thì mọi người có thể bấm cái phím nóng là phím Windows cộng với lại phím Shift, Windows với lại phím chữ X, sau đó thì mình sẽ chụp màn hình được ha. Vậy thì mọi người lưu ý rằng là hãy chụp lại để chúng ta cả thực hành hàng ngày. Và công thức nhiệm màu là gì? Là công thức nhiệm màu là suy nghĩ và nói lời, nói ra từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Lưu ý ở chỗ này ạ. Cái từ cảm ơn chúng ta phải nói 3 lần. Các mọi người hãy bình luận vào trong cái phần ô chat giúp Thuận là 3 lần từ cảm ơn để mọi người nhớ ạ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tức là gì ạ? Tức là cái phép màu này nó chỉ có thể được vận hành khi chúng ta nói cái từ cảm ơn 3 lần. Nó giống như trong cái câu chuyện mà cái gì mà ngày xưa có cái câu chuyện mà vừng ơi mở cửa ra đấy. Alibaba và 40 tên cướp thì có cái phần là đọc cái mã khóa của cái kho báu ấy, đó là vừng ơi mở cửa ra, thì phải nói 3 lần, phải nói 3 lần thì cái cánh cửa đó mới mở ra. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta nói 3 lần cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn một cách chân thành từ trong trái tim của mình thì phép màu sẽ được mở ra, vũ trụ sẽ đón nhận được, sẽ nghe được và sẽ vận hành theo đúng những gì mà chúng ta mong muốn và chúng ta yêu thương. Nhưng mà lưu ý này, nói lời cảm ơn thì cần nói 3 lần, nhưng nói lời tiêu cực thì không cần 3 lần đâu ha mọi người. Với lời tiêu cực thì cần nghĩ trong đầu thôi nó đã hiệu nghiệm rồi. Cho nên nói 3 lần là nói lời cảm ơn, nhưng đối với điều tiêu cực thì cần phải dẹp bỏ đi ngay từ khi chúng ta có khởi lên cái suy nghĩ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bạn càng nghĩ và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với ý thức thì bạn sẽ càng cảm thấy biết ơn. Thế nào là gọi là nói với ý thức ạ? Đó là chúng ta nói và chúng ta ý thức rằng chúng ta đang nói cái từ cảm ơn đó. Tức là chúng ta nói ra từ cảm ơn và chúng ta nghĩ về từ cảm ơn và chúng ta dành trọn cái suy nghĩ của mình, cái sự tập trung của mình vào cái điều mà chúng ta cảm ơn đó, vào cái cụm từ cảm ơn đó, thì cái phép màu sẽ diễn ra càng nhanh hơn. Đấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tập hợp được các nguồn lực sớm hơn để chúng ta đạt được những cái điều mà chúng ta đang mong muốn trong cuộc sống này. Bạn càng suy nghĩ và cảm nhận lòng biết ơn một cách có ý thức thì bạn sẽ càng nhận được nhiều sự đủ đầy. Vậy thì làm thế nào để chúng ta thực hiện được những cái điều này, thì trong cái hành trình 28 ngày tiếp theo, các bạn sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết, cái cách để chúng ta làm ha. Ngày hôm nay chúng ta đang thì nghe để hướng dẫn, để biết cách để chúng ta thực hành thôi. Nhưng mà trong từng ngày thì sẽ được hướng dẫn chi tiết cái cách để chúng ta thực hành, cho nên mọi người hãy yên tâm là chúng ta sẽ có được cái kết quả cũng như là chúng ta sẽ biết cách để chúng ta thực hành nó. Rồi, cuốn sách nhậm màu thì
bao gồm trong cái chương trình hướng dẫn thực hành của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta phải biết ơn một cái cuốn sách, đó là cuốn sách The Magic, đó là cuốn sách nhiệm màu. Thì trong cuốn sách này cũng như là cái hành trình mà Thuận sẽ hướng dẫn cho mọi người, nó bao gồm 28 ngày là 28 phương pháp thực hành để giúp bạn kích hoạt phép màu trong cuộc sống. Và 28 phương pháp này được chia ra thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là 12 phương pháp đầu tiên là sử dụng sức mạnh lòng biết ơn với những gì bạn đã có trong hiện tại và quá khứ. Đấy. Và chúng ta nhớ rằng là người nào đã có sẵn lòng biết ơn đối với một điều gì đó thì anh ta sẽ được ban tặng thêm và sẽ được dư giả đủ đầy. Người nào chưa có sẵn lòng biết ơn đối với một điều gì đó thì anh ta, thì thậm chí những gì anh ta đang có cũng sẽ bị tước đi. Như vậy, để chúng ta có được dư giả đủ đầy thì việc đầu tiên chúng ta cần phải biết ơn với những gì mà mình đã có và đang có. Cho nên 12 ngày đầu tiên là 12 ngày vô cùng quan trọng. 12 ngày này chúng ta hãy giữ cho mình cái sự gọi là tập trung để mà mình thực hành 12 ngày này một cách trọn vẹn, để chúng ta biết ơn, chúng ta biết ơn được những cái khía cạnh, những cái gì chúng ta đã có trong cuộc đời của chúng ta từ khi chúng ta được sinh ra, từ khi chúng ta được tồn tại trên thế giới này cho đến ngày hôm nay, để chúng ta kích hoạt được cái nguồn năng lượng của vũ trụ ở trong chính cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có được sự dư giả đủ đầy, để chúng ta có được để chúng ta được ban tặng thêm. Cho nên 12 ngày đầu tiên này là chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh của lòng biết ơn với những gì đã có trong hiện tại và quá khứ. Kế đến là 10 phương pháp tiếp theo thì sử dụng sức mạnh của lòng biết ơn cho những mong muốn, ước mơ trong tương lai. Tức là gì ạ? Chúng ta biết ơn những gì trong quá khứ rồi, chúng ta có rồi, chúng ta đang có rồi, thì chúng ta cũng cần có những thứ mà chúng ta chưa có, đúng không ạ? Và chúng ta đang mong muốn đạt được, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có 10 cái ngày để chúng ta sử dụng lòng biết ơn để chúng ta hướng đến những điều mà chúng ta mong muốn và ước mơ trong tương lai. Đấy. Và đây quả là một cái, những cái công thức rất là tuyệt vời mà Thuận đã áp dụng. Đấy. Và Thuận sẽ hướng dẫn lại cho mọi người. 6 phương pháp còn lại giúp bạn nâng mình lên tầm cao mới, giúp lan tỏa lòng biết ơn đến những tế bào trong cơ thể và lan tỏa lòng biết ơn đến với thế giới. Đó. Tức là chúng ta không chỉ biết ơn với những gì chúng ta đang có mà chúng ta còn lan tỏa cái lòng biết ơn này đến với từng cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, và chúng ta sẽ giúp cho những người xung quanh mình cũng biết, cũng thực hành cái lòng biết ơn để họ thay đổi cuộc sống và họ có cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi vậy thì để cái hành trình thực hành lòng biết ơn này nó có được hiệu nghiệm và nó ý nghĩa thì ngày hôm nay mọi người hãy cùng lắng tâm mình lại và ghi ra cái điều mà mình, những điều mà mình mong muốn trong cuộc sống. Đây có thể mọi người có thể ghi ra, có thể suy nghĩ, nhưng mà với Thuận ấy, thì Thuận là một cái lời khuyên theo cái trải nghiệm của Thuận là hãy ghi nó ra. Đấy. Bạn mong muốn điều gì trong cuộc sống thì nó liên quan đến các lĩnh vực như là sức khỏe và cơ thể của bạn, sự nghiệp và công việc, tiền bạc, các mối quan hệ, mong muốn cá nhân, những giá trị vật chất. Mình sẽ ghi những điều này ra một cái cuốn sổ, và để chúng ta tiến hành thực hành lòng biết ơn một cách trọn vẹn thì chúng ta sẽ cần phải có một cái cuốn sổ để chúng ta ghi lại cái hành trình thực hành lòng biết ơn này. Thì đây là cái cuốn sổ mà Thuận đã thực hành, cuốn sổ của anh ở đây, cuốn sổ mà Thuận đã thực hành này. Thì khi mà Thuận bắt đầu cái hành trình thực hành lòng biết ơn này thì Thuận đi mua về 3 cuốn sổ, nhưng mà các anh chị chỉ cần mua một cuốn thôi nha, và có thể không cần mua mà dùng lại cuốn sổ của con mình cũng được. Ở trên nhà thì bố Thuận đang thực hành ấy, thì bố dùng cái cuốn sổ lại của Nhật Minh. Đây là cuốn sổ tập học của Nhật Minh này, đây là cuốn tập học này đó. Thì không biết mọi người có nhìn được không, mọi người có nhìn được hình của anh không? Có à? Ok ha. Đây là cuốn tập mà Thuận của con Thuận đang học này. Thì con học xong rồi thì mình cái phần còn lại thì Thuận lấy để Thuận thực hành, Thuận ghi vào. Nhưng mà Thuận thực hành cái lần đầu tiên thì trên cuốn sổ này, đây nha, 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Đó. Thì cái ngày đầu tiên chúng ta mới cần ghi. Vậy thì để chúng ta có thể có được cái hành trình tuyệt vời này thì mọi người hãy ngày hôm nay sẽ chuẩn bị cho mình một cuốn sổ. Cuốn sổ này cần phải có đâu đó tầm khoảng 40 trang nha. 40 trang nó mới đủ để mình thực hành 28 ngày. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu thực hành ở trên cuốn sổ này. Đấy. Và đầu tiên thì mọi người hãy ghi ra những điều mà mình mong muốn trong cuộc sống này.
nó có thể chưa rõ ràng đâu. Nếu mà sau này có cơ hội, có thời gian, Thuận sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà mình tìm lại những điều mà mình mong muốn một cách cụ thể từ trong chính trái tim của mình. Nhưng mà bây giờ mình chưa biết thì cái gì mà mình nghĩ rằng mình cần ấy thì cứ ghi vào trong cuốn sổ đó, và trong các cái mọi mặt trong cuộc sống như thế này ha. Và mọi người có thể chụp hình lại để mà mình biết, để mà mình ghi ha. Đó, chụp hình lại để mình biết là mình cần ghi những cái gì trong cuộc sống của mình này. Thì chúng ta có là sức khỏe và cơ thể của bạn, sự nghiệp và công việc, tiền bạc, các mối quan hệ, mong muốn cá nhân và những giá trị vật chất. Đó. Và kế tiếp là gì? Để mà cái hành trình này chúng ta có được cái thành tựu thì chúng ta cần phải có 5 người bạn đồng hành. 5 người bạn đồng hành này, đó là người bạn thứ nhất, đó là về niềm tin. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, nếu chúng ta có niềm tin thì chúng ta bắt đầu mới kích hoạt được, chúng ta mới bắt đầu làm và chúng ta mới có kết quả. Còn nếu chúng ta không có niềm tin thì chúng ta đã không làm nó rồi. Và cái hành trình thực hành lòng biết ơn này, đây là một cái hành trình nhiệm màu. Nó không chỉ diễn ra cái sự nhiệm không, cái phép màu nó không chỉ diễn ra đối với cuộc sống của Thuận, mà nó còn đã diễn ra với lại rất là nhiều người. Vừa xong cô Thúy cô ấy chia sẻ, nhưng cô ấy đã không chia sẻ, chưa chia sẻ một cái điều mà có thể cô quên. Đấy, đó chính là có thể cô quên rồi, lúc nào cô nhớ thì cô sẽ, bà xã của Thuận ấy, có thể lúc nào bà xã nhớ thì bà sẽ chia sẻ cái sự nhiệm màu đó. Còn với cá nhân Thuận ấy thì Thuận thấy rằng những cái phép màu nó diễn ra trong cuộc sống của Thuận từ khi mà Thuận bắt đầu cảm thấy rằng mình không có yêu cầu gì hết, mình không có mong cầu gì hết, thì chính những điều mình mong muốn trong cuộc sống của mình tự nhiên nó lại trở lại với mình. Mà trước đó thì khi mà mình đang còn yêu cầu, mình đang còn gọi là đầy cái tham vọng về những cái điều đó thì nó không diễn ra. Nhưng mà cho đến cái lúc mà mình không có, mình buông nó đi và mình không có mong cầu nó nữa ấy, và mình chỉ có quay về mình thực hành lòng biết ơn thôi và mình yêu thương thuần khiết thôi, thì những cái điều mà mình gọi là mình mong muốn trước đó thì bây giờ tự nhiên nó lại diễn ra một cách rất là kỳ diệu. Thì đó chính là phép màu. Và Thuận tin cái hành trình này sẽ giúp cho cuộc sống của rất nhiều người. Và các bạn, các anh chị biết không ạ, Thuận đã nguyện rằng trong 10 năm tiếp theo, kể từ cái năm nay là 10 năm tiếp theo, Thuận sẽ thực hướng dẫn cho mọi người thực hành lòng biết ơn. Và Thuận đã mua cái domain, cái tên miền ấy, Thuận mua 10 năm cùng một lúc. Hôm rồi Thuận mua là Thuận mua 10 năm luôn. Bởi vì Thuận nguyện là cái việc này tôi sẽ làm trong 10 năm tiếp theo chứ không phải chỉ trong 1 năm. Đấy. Và vì từ cái niềm tin của Thuận như thế thì Thuận cũng mong rằng là mọi người đang thì thực hành với Thuận ngày hôm nay cũng sẽ tin cái hành trình này sẽ tác động đến cuộc sống của mình, sẽ mở ra cái phép màu trong cuộc sống của mình để từ đó mọi người sẽ thực hành nó một cách trọn vẹn nhất. Và cái người bạn thứ hai đó là sự kiên trì. Sự kiên trì. Bởi vì trong cái hành trình thực hành lòng biết ơn này, chúng ta sẽ có những lúc chúng ta bận việc nọ, chúng ta bận việc kia, hay đôi khi là cái sự cái công việc của ngày hôm trước làm cho chúng ta bị mệt và đêm chúng ta ngủ không ngon giấc, cho nên sáng ra chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chúng ta không muốn thức dậy. Thì ở đây Thuận cũng hy vọng rằng bằng cái trải nghiệm của Thuận thì mọi người hãy kiên trì để chúng ta theo hết cái hành trình 28 ngày này. Và dù cho cái ngày hôm đó chúng ta có cái chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù cho thế giới này có đảo lộn như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta hãy cứ bình tâm để chúng ta cam kết thực hành đủ trong vòng 28 ngày. Ít nhất là 28 ngày đầu tiên. Còn sau 28 ngày mọi người sẽ quyết định xem mình sẽ tiếp tục thực hành hay không. Đấy. Nhưng mà 28 ngày lần đầu tiên này chúng ta học để chúng ta biết được cái phương pháp và để chúng ta có được những cái phép màu trong cuộc sống của mình, thì sự kiên trì là cái điều mà vô cùng quan trọng. Đấy. Liên kiên trì làm từng ngày và không bỏ ngày nào hết. Cái người bạn thứ ba đó là sự ý thức, là trong tất cả, trong cả cái quá trình này chúng ta cần phải có cái sự ý thức, chúng ta cần phải ý thức đúng về cái việc thực hành lòng biết ơn. Chúng ta phải hiểu về phương pháp, mà tức là chúng ta phải tham gia các cái buổi Zoom hướng dẫn, cũng như chúng ta cần phải thực hành nó, và chúng ta cần phải có cái ý thức đúng trong cái việc mà chúng ta ghi đón nhận cái kết quả, cũng như là chúng ta không mong cầu vào những cái gì mà nó diễn ra một cách gọi là chúng ta không có mong cầu nữa, và chúng ta hãy để cho mọi thứ sẽ được vận hành theo đúng quy luật của tự nhiên. Quy luật của tự nhiên là có gieo thì mới có gặp. Đấy, muốn gặp thì phải gieo, và từ cái chữ gặp đến chữ gieo ấy thì nó có một cái yếu tố mà mọi người thường hay bỏ qua. Đấy, thường hay bỏ qua cái yếu tố này,
Thuận là cái người mà đã được trải nghiệm qua nhiều năm qua, đó là yếu tố thời gian ạ. Khi chúng ta gieo một hạt giống xuống một cái miếng đất màu mỡ thì chúng ta cần phải có chờ đợi một cái khoảng thời gian nhất định nào đó để hạt giống đó nảy mầm. Cho nên có gieo chắc chắn sẽ có gặt, nhưng gieo rồi thì chúng ta phải chờ thời gian để cho cái cây, cái trái nó mọc lên và nó trổ quả thì chúng ta mới có cái để chúng ta gặt. Cho nên đừng nóng lòng để chúng ta làm cho mình nản lòng. Hãy kiên trì thực hành theo đúng 28 ngày này và bằng cái sự ý thức. Và khi thực hành thì chúng ta đưa toàn bộ cái ý thức của mình vào cái việc thực hành nó để chúng ta có được cái sự trọn vẹn từng khoảng khắc trong cái quá trình ta thực hành. Cái người bạn thứ tư đó là sự vững vàng, tức là cái định. Có nghĩa là gì ạ? Có thể trong quá trình mà chúng ta thực hành thì người nọ, người kia, người có thể là những người thân, cũng có thể là đồng nghiệp, hay cũng có thể là một cái sự kiện nào đó trong cuộc sống làm cho chúng ta bị mất đi cái sự tin tưởng hay là mất đi cái tính liên tục, thì hãy vững vàng, hãy kiên định vào cái hành trình này. Hãy tin rằng những gì mà chúng ta thực hiện trong hành trình này, nếu như chúng ta thực hiện một cách trọn vẹn thì phép màu sẽ mở ra trong cuộc sống của mình. Cho nên hãy giữ vững niềm tin, đừng để bất cứ một cái cảm xúc tiêu cực nào đó, đừng để cho bất cứ một cái đối tượng nào đó ở bên ngoài thân mình cản trở hay là gây cái sự trở ngại cho cái hành trình rèn luyện của mình. Mình làm chủ cuộc đời của mình, và dù ai nói ngả nói nghiêng thì lòng ta phải vẫn vững như kiềng ba chân để chúng ta có được cái sự vững vàng trong cái hành trình rèn luyện này. Và cái điều người bạn cuối cùng đó là sự sáng suốt, đó là người bạn Tuệ. Thì để chúng ta có thể biết chúng ta thực hành được, thì trong cái quá trình thực hành chúng ta sẽ có những lúc chúng ta không thể nhìn thấy được cái điều mà chúng ta biết ơn, thì hãy lúc này chúng ta hãy dùng đến cái người bạn trí tuệ của mình, cái sự sáng suốt, để chúng ta tìm ra những cái người, tìm ra những cái điểm dù vô cùng nhỏ bé, dù nó vô cùng là nhỏ, để chúng ta biết ơn. Và như vậy thì chúng ta cần phải có 5 người bạn, đó là đầu tiên là niềm tin, một cái niềm tin, và hãy tin một cách trọn vẹn. Thứ hai là sự kiên trì, thứ ba là sự ý thức, và thứ tư là sự vững vàng, và thứ năm là sự sáng suốt. Và mọi người hãy giúp Thuận là bình luận lại, giúp Thuận 5 người bạn này ở trong phần ô chat để chúng ta nhớ và chúng ta thực hành nó ha. 5 người bạn này chúng ta sẽ sử dụng trong suốt quá trình trong vòng 28 ngày tiếp theo. Niềm tin, sự kiên trì, sự ý thức, sự vững vàng và sự sáng suốt. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chương trình sẽ diễn ra một cách đều đặn mỗi ngày trong suốt 28 ngày tiếp theo đúng giờ, và cần làm bài tập đầy đủ. Đấy. Vậy thì là một lần nữa cho Thuận hỏi là ai trong số các anh chị sẽ cam kết là mình là người tham gia trọn vẹn 28 ngày tiếp theo thì bình luận vào trong phần ô chat giúp Thuận chữ cam kết là CK. CK là cam kết nào? CK. Và chúng ta cần phải có yếu tố thứ hai là cần phải đúng giờ, bởi vì cái phần mà Thuận chia sẻ, Thuận không có để lại video, mà chúng ta cần phải nghe, sau đó chúng ta thực hành, cho nên chúng ta cần phải đúng giờ. Chúng ta có thể không cần phải mở camera, nhưng chúng ta phải nghe và chúng ta cần phải ghi chép để chúng ta biết chúng ta thực hành. Thì là cho nên chúng ta cũng cần phải cam kết là đúng giờ. Và cái điều thứ ba trong cái phần cam kết này, đó là chúng ta, Thuận là một người mà đã đọc sách nhiều năm nay, nhưng mà Thuận chưa có đưa sách vào trong cuộc sống. Trong quá khứ Thuận Thuận chưa có đưa được sách vào trong cuộc sống, bởi vì Thuận không có thực hành. Cho nên ý, là cái hành trình 28 ngày thực hành làm biết ơn này, khi mà Thuận thực hành thì Thuận thấy phép màu đã mở ra. Và chính vì vậy Thuận trong cái hành trình này cũng yêu cầu mọi người cần phải làm bài tập hàng ngày. Và hãy lưu ý rằng bài tập đó phải hoàn thành trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì trong cuộc sống của cái ngày hôm đó. Cho nên hãy cam kết rằng là tôi thực hành xong và tôi làm bài tập mỗi ngày, tôi làm bài tập một cách trọn vẹn. Và bài tập ở đây không phải nghĩ trong đầu mà phải ghi ra giấy. Bởi vì khi ghi ra giấy thì khi chúng ta cầm cái viết, chúng ta ghi ra giấy thì tâm trí chúng ta sẽ được sự tập trung. Và Thuận nghe được một câu nói là gì ạ? Là chữ đi đến đâu này, chữ đi đến đâu thì tâm của chúng ta đi đến đó. Tức là khi chúng ta viết ở trên giấy ấy, thì viết cái từ nào thì tâm chúng ta nhẩm cái từ đó. Cho nên ấy, là mình cần phải có cái sự là kỷ luật bản thân mình, cần phải cam kết để mà mình ghi nó ra giấy nhá. Nhớ là phải ghi ra giấy nhá. Đây, ghi ra giấy chứ không phải là chúng ta
chứ không phải là chúng ta chỉ có nhẩm nhẩm trong đầu nha, phải ghi ra giấy đấy. Và khi chúng ta ghi ra giấy thì chúng ta sẽ có được cái sự tuyệt vời đấy. Và có người nhắn hỏi rằng ấy là nếu như cái ngày hôm đó ở nhà mình mất điện thì làm thế nào. Mọi người yên tâm là nếu như về một cái tình huống bất khả kháng nào đó, thực ra thì không cần phải có điện đâu, có cái điện thoại này chúng ta vẫn vào được. Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình cái phần 3G, 4G đó nha. Thì nếu có 4G rồi thì bất cứ lúc nào Thuận mở Zoom mọi người đều thực hành được hết, cho nên mọi người yên tâm. Rồi, như vậy lưu ý rằng chương trình của chúng ta yêu cầu cần phải đều đặn mỗi ngày trong suốt 28 ngày tiếp theo, và cần phải đúng giờ, và thứ ba là cần phải làm bài tập đầy đủ ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhớ rằng là phải có cuốn sổ nha, phải ghi ra giấy nha, bài tập phải được ghi ra giấy chứ không phải bài tập là nhẩm ở trong đầu. Nhẩm ở trong đầu cũng sẽ có kết quả nhưng nó sẽ không có được cái phép màu thực sự trong cuộc sống. Cho nên hãy ghi ra giấy ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, và như vậy thì ngày hôm nay là một ngày mà Thuận đã hướng dẫn cho mọi người thực hành lòng biết ơn. Và đây là một cái ngày mà ngày hôm nay gọi là ngày không chứ không phải là ngày đầu tiên ha. Ngày không nha, ngày không. Đấy. Và ngày không này Thuận hy vọng, Thuận mong rằng ngày hôm nay mọi người nghe để chúng ta chuẩn bị. Vậy thì bây giờ ấy, là một lần nữa Thuận nhắc lại cái phần chúng ta cần chuẩn bị này. Điều đầu tiên là chúng ta cần phải có một cuốn sổ này. Mọi người hãy bình luận vào trong phần ô chat của Thuận ạ. Một cuốn sổ nha. Đầu tiên cần phải có một cuốn sổ để thực hành lòng biết ơn. Đấy. Sổ, ok, rất là tốt. Thứ hai ạ, là mình cần phải thực hiện một cách gọi là đều đặn mỗi ngày trong suốt 28 ngày tiếp theo này. Tức là thứ hai là chúng ta cần phải có sự kỷ luật để chúng ta thực hành suốt trong vòng 28 ngày tiếp theo. Và thứ ba là chúng ta phải đúng giờ này. Mọi người giúp Thuận bình luận vào phần ô chat đi ạ. Thứ ba là phải đúng giờ này. Đúng giờ. Và thứ hai là đúng giờ. Thứ ba là phải làm bài tập này. Đấy. Thứ ba là phải làm bài tập này. Làm bài tập hàng ngày này. Thứ ba là làm bài tập. Và làm bài tập hàng ngày. Và ngày nào làm bài tập của ngày đó. Đừng có vội vàng làm hết một là hơn 128 ngày. Không. Cái điều đó không đúng. Mà là làm từng ngày theo đúng hướng dẫn nha. Đấy. Đó là thứ ba. Và chúng ta có 5 người bạn. Có 5 người bạn. Mà 5 người bạn này ấy, thì chúng ta cần phải có, thứ nhất là chúng ta cần phải có niềm tin này. Thứ hai là chúng ta cần phải có sự kiên trì. Thứ ba là chúng ta cần phải có sự ý thức liên tục về cái hành trình thực hành lòng biết ơn này. Đấy. Và thứ tư chúng ta cần phải có sự vững vàng. Vững vàng. Gọi là lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Và thứ năm là chúng ta cần phải có cái sự sáng suốt để chúng ta biết được chúng ta biết ơn điều gì. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngày mai sẽ hẹn lại gặp lại mọi người vào lúc 4:30 thì Thuận mở Zoom. Và 5 giờ Thuận bắt đầu hướng dẫn. Và trước khi kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay thì cho Thuận nói cái lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Cũng như là Thuận cũng muốn là có một cái tấm hình kỷ niệm cái ngày đầu tiên mà mình hướng dẫn thực hành lòng biết ơn. Thuận sẽ làm cái việc này trong suốt 10 năm tiếp theo. 10 năm ạ, chứ không phải là 1 năm ạ. Thuận đã mua cái tên miền và Thuận, tại vì Thuận nhận được cái điều giá trị cho nên Thuận sẽ thực hành hướng dẫn mọi người trong suốt 10 năm tiếp theo. Không biết 1 năm thực hiện được bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn cái hành trình này phải dài tới 10 năm tiếp theo. Và ngày hôm nay Thuận muốn là ghi lại cái dấu ấn. Thuận vô cùng cảm ơn mọi người. Thuận biết ơn mọi người rất là nhiều bởi vì chính mọi người, chính các anh chị đang có mặt trong Zoom ngày hôm nay đã cho Thuận cái cơ hội để mình được cho đi những cái trải nghiệm cũng như là những cái kiến thức của nhân loại mà Thuận học được để giúp cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bây giờ Thuận sẽ chụp hình nha, mọi người sẽ ngồi thẳng lưng lên, nhìn vào camera để chúng ta có một cái khuôn mặt thật là tươi ha. Và Thuận sẽ chụp hình. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, bắt đầu nha. Mọi người lưu ý là giữ cái màn hình nha, giữ cái trạng thái của mình bởi vì phải chụp vài hình mới hết. Thuận đang chụp cái hình đầu tiên. Mọi người giữ màn hình giúp Thuận nha. Trang thứ hai. Màn hình thứ hai. Ok, xong rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc cả nhà chúng ta có một ngày thật vui vẻ. Và lưu ý chuẩn bị dụng cụ để chúng ta ngày mai là ngày bắt đầu. Và Thuận tin rằng tất cả chúng ta ở trong Zoom ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ nhận được
sẽ mở ra được phép màu trong cuộc sống của mình. Mọi người cũng sẽ có được niềm vui giống như Thuận đang có trong ngày hôm nay và trong suốt cái hành trình mà Thuận thực hành lòng biết ơn. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một lần nữa cho Thuận gửi lời cảm ơn biết ơn mọi người đã cho phép Thuận được chia sẻ cái hành trình này. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.